Rồi, chào anh em ha. Tiếp tục thì em trả cái dòng máy mini cho anh em. Này, ba con máy mini. Thì hai một cái là 2 phép nè, cái mini chạy 2 phép. Đây. Và một hai cái máy xài D đi bình xe máy, hai cái máy mini đi bình xe máy. Nhập máy là 2 phép, 2 phép chuyên lương. Chiên lương nhưng mà cá vẫn bắt được nha. Thì cái hai cái mini này á là của anh Chiên ở Đắk Lắk ha. Còn cái hai phép này của anh Phạm Kiên ở Nam Định ha. Thì cái máy 2 phép á là lúc nào em cũng gắn cọc lo cho anh em ha. Cũng cọc lo để nè. Còn riêng cái máy mini là không có gắn cọc lo được nha. Tại ở đây em có bắt thêm hai con sò nè. Hai sò than đây. Ở đây là 6 con, hai bên 6 con, mỗi bên 3 con á. Ở đây 2 con nữa là 8 con nha. Nếu bắt miếng gỗ ở đây gắn cọc lo thì không bắt được 2 con này nha. Tại em làm cho gọn mà, em làm nhỏ nên cái chạy đê, thằng chạy đê là không có gắn được cọc lo, nên em làm cái chui khích cắm nè. Nói chung á, thì hai thằng này á, hai dòng này á, nó có sự khác biệt nha. Cái thằng 2 phép á thì nó chiên lương nhiều hết, bắt lương là nó đạt nói chung là đạt khoảng 99% luôn, em đảm bảo với anh em lương là có là bay ra hết, không có vụ chết trong hang ha. Với cái không phải là người nào đánh cũng vậy nha, nói thì nói thì thôi, máy thì máy nó đạt đó, nhưng mà tùy theo kỹ thuật của anh em đánh nữa đó. Anh em đánh mà đây, anh em phải nhấp cò đó. Nhấp cò anh em đi 1-2 ngày là anh em quen ra nhấp kiểu sao mà lương nó bay ra đẹp á, anh em nhấp nhiều anh em bóp miết luôn đó, bóp miết rồi nhả ra, bóp miết nhả ra lương nó chết veo rồi, không đâu bay ra kịp đâu. Cái miết đầu tiên á là cái sai lầm của anh em đi chích lương đấy nha. Đầu tiên mà anh em cái bóp đầu tiên á mà anh em bóp lâu quá mới bỏ ra thì con lương nó chết trong hang rồi, hoặc là nó nằm trong sình trong cỏ thì nó chết luôn, nó không có trồi lại nổi. Cái đó là kinh nghiệm đánh cá cũng vậy thôi. Đánh cá mà anh em mà mới vừa đút vào xuống nước ấy, anh em bóp miết là con cá nó chết lên, không có bao giờ mà con cá nó chào lên kịp ấy. Em phải nhấp đều tay, nhấp thì nó cái kỹ thuật thôi, đi khi nào anh em quen thì anh em phải biết con cá nó lên kiểu sao, anh em nhấp kiểu sao nó lên đẹp ha. Cái phần đó thì đôi khi em đi đây là em nhấp lúc này lúc kia, rồi nhiều khi anh đếm máy băm sung nữa, rồi nó nhiều kiểu lắm. Rồi để em test sơ lại hai cái dòng máy này ha, máy mini và máy 2 phép cho anh em nghe cái sự khác biệt của nó ha. Đây em test cái máy 2 phép trước đi, rồi hồi em quay lại test cái máy mini. Mà đặc biệt nha, cái máy 2 phép này nè, là anh em không được kẹp ngược nha, kẹp ngược cọc không được nha, kẹp ngược cọc là nó bị nhán lửa liền, nó không có hư đâu, nhưng mà nhán lửa là anh em phải rút ra liền cho em ha, kẹp đúng thì mới được. Còn cái dòng mini á, thì có chống ngược cọc ha, tại cái thằng 2 phép này nó có 2 con à, không có làm gì được nó chứ. Thì kẹp ngược lâu quá thì nó bị ảnh hưởng đó. Thằng 2 phép này là nó lực lắm nha, kéo bóng là không nghe lì nha. Thì đây cái biến áp cũng giống nhau nè, cái hộp cũng bằng nhau, biến áp cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác cái thông số nha, thông số ở trong quấn khác nha, chứ không phải là cục biến áp này mà gắp qua kia rồi chạy được đâu, thông số khác đó. Nó chạy D khác rồi chạy phép khác nha, tiếng rất trong nha. Đây, rồi để em test cái máy mini cho anh em nghe lại.
Thì cái máy mini vậy anh em làm cái chui nè, mình ghim vô thôi. Đó. Rồi khi nào mình đi về mình rút ra. Anh em nghe tiếng khác liền ha. Đó. Vẫn tải bóng lên bình thường, nhưng mà thằng này á, đi thằng mini á, xài thoại sò sò than á, xài D718 á, thì đi được bình xe máy nha. Còn thằng hai phép này nè, anh em đi bình xe máy không được đâu, tại nói chung á là nó ăn vòng hơn nha, cái nó đánh cái vòng cao hơn. Đi bình xe máy thì nó nhanh hơn, nhanh hết. Thằng này thì đi bình xe máy được nè. Đó. Giờ em tải lại cái thằng hai phép cho nha. Thì cái thằng nào nó cũng có giá trị của nó. Thằng mini thì đi bình xe máy thì anh em đi giải trí rồi chơi thì nó quá ngon. Còn thằng này thì đi chuyên nghiệp nha, đi đánh cá hoặc lương chuyên nghiệp thì xài nó. Còn thằng mini thì đi đánh chơi được nha. Em bán thì em nói thiệt thôi ha. Đó. Em nghe tiếng khác ha, giữa hai cái máy là nó khác nhau. Nói chung cái thằng hai phép này đánh là không thua gì cái máy 16D bên em ha. Em gáp em đi thử nên em biết cái máy 16D coi chừng không qua được nó luôn. Nó bắt lương đạt hơn, cá vẫn nổi bình thường nha. Đó, cái thằng hai phép này nó rẻ tiền hơn cái 16D. 16D mà anh đánh bộ là em bán giá 750 nha, 750. Còn thằng này em bán có 650, rẻ hơn 100.000. Nhưng mà nó đánh thì công sức thì không thua gì đâu, hai thằng là một trời một vực. Nhưng mà ghim hay lương á, là thằng này bắt đạt hơn nhiều luôn, lương thằng này ông đạt hơn con 16D. Nhưng mà nó thua cái con 16D có mạch hút cá nha. Có mạch hút cá anh em đánh lương là lương chặt là đỉnh luôn. Cái 16D có mạch hút cá là con cá chạch đó, mà ở dưới sình đó là nó cuộn lên luôn đó. Cái đó em đảm bảo luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đặt máy em ha. Số điện thoại em để ở bên dưới tiêu đề ha. Rồi chào anh em luôn.